Ngày hôm nay thì chúng em sẽ giới thiệu và hướng dẫn các anh em thêm về phần căn chỉnh chuyên đề mang X12 Pro DLC. Và ngày hôm nay thì em lại đang ghép với hạt vàng G4000. Với cấu hình combo này thì giá rất là hợp lý. Anh em nào quan tâm một bộ dàn giá thành bình dân hợp lý mà đơn là đẹp, cũng như hệ thống bền thì vang và hay thì để lại bình luận và số cho em. Và quay lại với chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay ạ, em sẽ hướng dẫn nhanh với các anh em về cách sử dụng chiếc đẩy liên vang X12 Pro DLC. Nền tảng này là nền tảng đẩy liên vang số, người ta có thể căn chỉnh bằng các tính năng phần cơ, và phần cơ học có thể tác động bằng những cái nút chiết áp như to nhỏ volume này, chọn ngõ vào cũng như là căn chỉnh cũng như là điều chỉnh những cái tăng giảm bass, mid chat bằng những cái dãy phím và sử dụng những cái thiết bị chuyên dụng như là tua vít hai cạnh hoặc bút điện. Rồi, ta sẽ làm quen với cái giao diện phía trước của phiên bản đẩy X12 Pro DLC liên thang này đã. Đây là phiên bản mới ra mắt và Zika của em cũng đã có những cái video mở hộp và giới thiệu rất chi tiết rồi. Ngày nay thì em sẽ hướng dẫn thêm cho các anh em về cái cách để chúng ta sử dụng làm sao để khai thác được hết tất cả những cái tính năng nổi bật nhất của đây, cũng như là để hỗ trợ tốt nhất cho chúng ta khi nghe nhạc và hát karaoke. Như em nói là nó là đẩy liên vang số nhưng có thể căn chỉnh phần cơ, nghĩa là đẩy liên vang số chỉnh cơ đấy. Thì đầu tiên là cái giao diện bên ngoài thì chúng ta sẽ có gì ạ? Hình thức của đẩy thì em đã nói qua rất là đẹp, công tắc bật tắt nguồn thì các anh em cũng nắm được rồi. Nó vẫn có hai chiếc đáp đấy, tương ứng như là căn chỉnh volume. Đấy, và bên này là mic. Chiếc đáp đều là chiếc đáp vô cực. Khi chúng ta điều chỉnh, ta sẽ căn vào cái thông số ở trên màn hình. Đấy, đây là hai chiếc đáp nhé. Như cái này thì anh em phải nắm được. Bên này là mic, bên này là music. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ có gì ạ? Ngõ vào của đường tín hiệu âm thanh. Thì con này nó có này, cổng quang này, Bluetooth này, USB này, và đường AV kết nối với đường AC hay DVD hay là AV3. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn cái ngõ vào input. Đồng thời trên màn hình nó cũng hiển thị luôn là chữ đường chúng ta cho đường nào vào. Ví dụ như hiện tại đang để đường CD in thì có nghĩa là chúng ta phải cắm nhạc vào cái đường CD in bằng đường hoa sen. Nếu em ấn một chạm vào cái đường input này đó, thì chuyển thành SPD in, nghĩa là đường cổng quang, thì chúng ta phải cắm kết nối với các thiết bị phát nhạc qua dây quang học. Ấn một cái nữa sang coaxial in, nghĩa là đường này là đường đồng trục. Đấy, đường này đường kết nối bằng dây đồng trục nhé. Cái đường tín hiệu âm thanh đồng trục chúng ta phải cắm bằng một dây chuyên dụng giống như cái dạng thuộc dạng như dây AV, nhưng dữ liệu truyền tín hiệu nó tốt hơn dây AV. Rồi, tiếp tục chạm một chạm nữa là Bluetooth. Thì cái Bluetooth này này, khi mà nó nhấp nháy là nó chưa ghép đôi thành công với thiết bị chúng ta muốn ghép. Khi ghép thành công xong là cái dòng chữ Bluetooth này sẽ không nháy nữa. Lúc này chúng ta có thể kết nối và chúng ta phát nhạc qua thiết bị không dây kết nối với con đài X12 này. MD3, bây giờ chúng ta sẽ nghe qua đường cảm thể nhớ này. DVD in, nghĩa là chúng ta cũng có thể kết nối bằng một đường tín hiệu vào cũng thuộc dạng dây AV, dây hoa sen. Đấy, AC3 cũng vậy, cũng là dạng dây AV. Đấy, nó sẽ có 3 cổng DVD, này, AC3 này. Đấy, CD. Đấy, CD này cũng là đường tín hiệu AV. Đấy, thì có 3 đường đấy, chúng ta cắm đường nào chúng ta chọn đường đấy. Tất cả những cái đường vào đằng sau nó đều có ký hiệu hết và tên nó sẽ được hiển thị ở đây khi chúng ta chọn gõ vào. Rồi, đây là đường vào, còn thông đường nghe được SPD cho em, bởi vì là hiện nay kết nối với TV đa phần sẽ kết nối với qua dây đường quang học. Rồi, cái phím bên cạnh. Phím bên cạnh là phím gì? Phím bên cạnh là phím nếu mà để bình thường chúng ta đây ấn nhanh là bật tắt feedback không? Đây là off nha, tắt bỏ feedback nha. Con này sẽ có 3 cấp độ chống ú, cấp độ 1 này, cấp độ 2, cấp độ 3. Cấp độ 3 là cấp độ cao nhất. Đấy, cấp độ 3 là cái cấp độ cao nhất của cái khả năng chống ú con X12 thì tăng sang lên để cấp độ 3 cho em. Rồi. Hai bên cạnh này là đều là sử dụng để khi chúng ta nghe qua khe cắm thẻ nhớ. Còn một cái tính năng ẩn nữa. Đấy, nó nằm ở cái phím feedback menu. Thì bình thường nó là feedback nhưng mà nó lại còn trên sạch trên menu. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải tìm hiểu thêm một tính năng ẩn ở bên trong cái chiếc app này, à cái nút tinh chỉnh này. Thì trong cái tính năng này thì chúng ta gọi được cái cửa sổ ra, nó sẽ có những cái thang cửa sổ như là giới hạn ngưỡng, cũng như giới hạn cái công suất ra của đẩy và cho cái đường nhạc start vào, nghĩa là chúng ta sẽ có cái là bắt đầu khởi động. Đấy, âm thanh nó phát ra mức độ bao nhiêu và chúng ta cũng có thể đặt được khống chế cái công suất của con đẩy ra bao nhiêu phần trăm. Đây thì bằng cách là cho em ấn vào cái nút feedback menu này, giữ 3 đến 5 giây. Ok, nó sẽ mở ra này, C start là cái mic start nhé. Đấy, C start, mic start thì chúng ta sẽ để ở mức 15. Ấn một chạm nữa nó sẽ sang chữ M start, có nghĩa là nhạc, music start. Thì em cũng để ở 15, mặc định là 15.
những cái con số này khi mà chúng ta bật lem cái đây, ví dụ như đem để C start là mic, M start là music, thì khi tao khởi bật cái con đẩy lên cái là nó, hệ thống con chip ở trong nó tự động chạy đến cái volume chúng ta bắt đầu để cho nó khởi động chạy đấy. Rồi thì còn cái C max và M max thì là gì ạ? Đây, C max có nghĩa là cái mic này thì thường thường được để max 80, nhưng mà chỉ lên tầm 30 là an toàn, nên là em sẽ để ở cái C max ở cái ngưỡng an toàn 30 đấy, hoặc là anh em mà có thể tự động cài đặt bằng cái những cái thao tác em hướng dẫn. M start để ví dụ như mà phòng nhà chúng ta nhỏ hay chúng ta đánh với những đôi loa nhỏ thì chỉ cần mở khoảng 50% thì anh em cứ chuyển về M max 50 này, thì có nghĩa là hiện tại cái con đẩy này, đây con đẩy này nó được khống chế cái công suất chỉ ra được 50. Đây em vặn lên 50 nhé, lên 50 là không lên được nữa, nhìn tay em vẫn vặn nhưng không lên được. Cái này là rất hữu ích để làm sao khóa cho em về đôi khi những con đẩy nó rất là khỏe mà chúng ta đánh với những dòng loa công suất trung bình và công suất yếu, nếu chúng ta mà cứ để 80% hoặc là mắc nhất lên thì vô tình chúng ta vặn thấp mạnh lên cái nó sẽ bị chết loa. Thì đây, căn cứ vào không gian phòng và đôi loa, công suất của từng đôi loa một, các em có thể để mức độ music max này. Rồi phần này, phần số đã xong rồi không nhá, cái phần số đã hướng dẫn xong rồi, chúng ta đến với phần căn chỉnh bằng cơ. Căn chỉnh bằng cơ này nó rất là tiện lợi, nó làm cho anh em có những cái thao tác nó nhanh hơn, dứt khoát hơn, không phải là kết nối với phần mềm. Đấy, những bạn nào mà không có máy tính, chúng ta cũng có thể sử dụng một chiếc tu vít hai cạnh hoặc là bút điện để căn chỉnh. Thì ở đây thì nó được chia ra làm những cái phần chỉnh như sau. Mic tông có nghĩa là chúng ta có thể căn chỉnh được bass mic chép của phần mic, cái tiếng mà chúng ta hát karaoke á, đấy cái lời của chúng ta, bass mic chép của phần mic, đấy của cái phần này này, đó, của cái mic này. Đó. Rồi bên này echo effect thì là gì? Thì là cái phần căn chỉnh như là echo tổng này, đấy, cái này là cái trộn. Khi mà chúng ta chỉnh mic xong rồi thì chúng ta sẽ trộn tiếng mic và nhạc để làm sao nó khớp nhau, nó không bị chênh phô. Cái này là cái để dùng nhiều nhất trong việc hát karaoke khi mà chúng ta căn chỉnh xong rồi. Đấy. Repeat và delay. Repeat là cái nhại, nhại nhiều, nhại ít. Đấy, cái gọi là cái lặp lại đấy, lặp đi lặp lại đấy. Có nghĩa là alo, 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 alo. Thì bình thường chúng ta chỉ alo, nếu mà không điều chỉnh cái repeat này thì bình thường chúng ta chỉ giả dụ nói vào mic alo, cái nó chỉ cột ngủn có một từ, nhưng cái này chúng ta có thể chỉnh nó lặp đi lặp lại khoảng 6 đến 7 lần. Đấy. Đó phần repeat này, lặp đi lặp lại nhiều hay ít nằm ở đây. Đấy, thì từ min đến max, tăng max là nhiều, giảm về min là ít đi. Bên này là delay. Delay là cái thời gian nhanh hay chậm của cái tiếng nhại. Thì nó cũng từ min đến max, nếu mà tăng max lên thì cái delay nó sẽ trễ đi một tí. Đấy, nó sẽ trễ đi. Còn quay về min, quay về cái nhỏ ít delay, có nghĩa là giảm bớt cái thời gian nó ngắn lên đi, thì giả dụ mình để của 5 cái nhịp nhại của repeat hay 6 cái nhịp nhại của repeat mà chúng ta kéo ngắn bớt cái phần delay lại, thu hẹp cái phần delay lại thì nó sẽ lặp đi lặp lại như là 1111 đấy, 2222, nó rất là nhanh. Nếu mà chúng ta để nhanh và chúng ta hát thì tiếng nó sẽ bị cộc và không hát được. Thì chúng ta phải căn chỉnh vào cái này, kéo làm sao cái độ giãn của cái tiếng nhại nó đều. Thông thường thì chúng ta chỉ để cái phần delay này ở khoảng 12 giờ hoặc là hướng 1 giờ. Đấy. Các bạn không nên để chậm quá, phần delay hát nó sẽ bị chậm so với nhạc, và cũng không nên để nhanh quá, hát nó sẽ tiếng mic nó sẽ nhanh hơn so với nhạc. Đấy, đấy, đó là cái phần echo effect đã xong nha. Ba tổ cắm mic trước thì auto anh em hát mic rời cắm mic nào được, còn mic không rời em sẽ cắm phần sau, anh em gọi cho đẹp. Bên phần này là music volume, mic volume này thì nó, con này nó sẽ có 5 cổng mic cắm mic tương ứng như là 1, 2, 3 đằng sau hai nữa. Đấy thì nó sẽ có tăng giảm mic 1, tăng giảm đường mic 2, tăng giảm đường mic 3, mic 4, mic 5 ở đằng sau. Đấy thì cái này để tăng lên thì là lớn tiếng mic vào thôi, nhưng mà để 12 giờ cho em nhé, để đúng cái thông số nhà sản xuất cho em, không nên tăng quá tiếng mic vào, nó nhảy và nó bị vỡ tiếng, để đúng 12 giờ cho em những cái phần mic này. Còn bên này là music tone, phần này cũng khá là quan trọng. Cái phần music tone em sẽ nói sâu hơn một chút, và sau cái phần này em sẽ quay trở lại phần mic tone. Rồi phần music tone này là phần chỉnh trực tiếp về cái việc mà chúng ta nghe nhạc, âm sắc của nhạc ạ, bass mic chép của bản nhạc chúng ta nghe. Thì bass tương như là tiếng bass, tiếng trống, tiếng trầm. Mid là giải trung là cái lời như em đang nói này. Đấy, nếu bóp quá, giảm về min quá thì tiếng trung nó sẽ bị ít tiếng trung đi, thì nghe nó không được hay. Thì thông thường cái giải trung âm này, một là 12 giờ, hai là có thể để khoảng 1 giờ. Nếu mà loa nào nhuận trung quá anh em có thể kéo xuống khoảng độ 9 đến 10 giờ. Thì cái phần trung âm, những cái phần chỉnh âm sắc này này.
là em chỉ hướng dẫn anh em về một cách cơ bản nhất, còn về cái vấn đề chỉnh nó phải phụ thuộc vào loa ấy. Có những đôi loa nhuận bát thì ta có thể, thì ta lại phải kéo cái bát này xuống nó. Những đôi loa mà nhuận bát thì chúng ta phải kéo cái bát này xuống này đấy. Nếu mà để cứ để nó lớn quá thì tiếng bát nó đánh mạnh quá thì nó nhanh hỏng loa đấy. Hoặc con loa nào nhuận chung thì ta phải kéo chung đấy, kéo chung xuống. Còn cái phần trung cao này này, cái này này cũng căn chỉnh một chút để nó làm sao nó đưa ra cái trung cao sáng hơn. Con này có dành chỉnh trung trầm và trung cao. Bên này là mid này, chỉnh này ở cái dài thì trung trầm, còn là chỉnh trung cao đây. Còn chỉnh chép, nhiều bác thích nghe chép nhiều có thể chỉnh 12 giờ hoặc 1 giờ đấy. Còn những đôi loa nào mà dùng đôi loa full mà chép mạnh quá thì có thể giảm đi đấy. Cái việc này chúng ta biến tấu được bởi vì nó có thể tăng từ min đến max, từ max về min thì chúng ta có thể biến tấu. Còn bên này phần quay lại với phần mic tông, em hướng dẫn thêm để anh em dễ chỉnh. Mic tông thì tùy thuộc vào chất giọng của các anh em cũng như là cái tùy thuộc vào từng cái bộ mic một. Còn những mic nó nhuận tiếng chung quá thì chúng ta phải cắt bớt chung, không tiếng nó ong ẳng ra. Hoặc là anh em cứ để bật hai tay mic lên, bật hai tay mic lên, nếu mà chỉnh để chỉnh chuẩn thì bật hai tay mic lên ngồi để chỉnh. Thì nếu như cả hai tay mic vào tiếng mà nó không bị tiếng, không bị ong ẳng tiếng đấy, thì là ok. Còn không thì cứ cắt bớt giải chung này đi cho em một tí này đấy. Còn về cái giải trung cao này thì muốn tiếng nó sáng sáng lên một tí thì tăng lên một tí nhá. Cái này cắt hết này là tiếng nó tối om rồi đấy, tiếng trung nó bí vì gì. Rồi chép cũng vậy, chép thì nó ăn trực tiếp vào cái việc mà hát nó sáng tiếng hay là nó bị rú rít thì đa phần nó sẽ nằm ở phần này, rít nó sẽ nằm ở phần chép. Còn tiếng mà ong ẳng đấy hay hú thì nó nằm ở giải trung, còn zip là đã chép cao, còn tiếng mà cứ ùm là đang thừa bát mic. Thì thừa đâu chúng ta bớt đấy, chúng ta phải phân biệt được là nguyên nhân nó đến từ đâu đấy. Vừa rồi là tổng quan tất cả về cái căn chỉnh của con đẩy 12 Pro DSC, cũng là về giao diện đẹp không. Toàn bộ đây là màn hình nhé, đây là còn lớp siêu, nếu em lột ra nhìn đẹp long lanh lắm, trên dưới đều là phay xước hết, nhôm phay xước. Em sẽ đi vào test một bản karaoke đấy, với những căn chỉnh như này sẽ test một bản karaoke để các bạn cùng nghe. Và đây, bộ dàn này của em thì đang ghép qua cặp G4000 đẩy X12 giá yêu thương, ngoài ra tặng kèm thêm cho các anh em một bộ mic trị giá 1.500.000 đồng nữa. Rồi xin mời các anh em đeo tai nghe vào để chúng ta cùng lắng nghe và thưởng thức nhé. Nó đưa cứu tình bằng điểm xinh đẹp qua từ những câu hò im lặng thành bài ca. Này vui đến khắp Hà Nội do chiều hồ gương vỡ. Vâng ạ, vừa rồi là bên em cũng như là Phương Anh vừa test bản karaoke, và em cũng đã hướng dẫn qua cũng như là căn chỉnh về cái phần karaoke cũng như nhạc để cho cái con X12 Pro nó đánh với cái đôi loa cả 4000 nó hợp, cũng như đi kèm bộ mic. Thì Phương Anh vừa hát vừa rồi thì cảm nhận thế nào về cái tiếng mic cũng như cái nhạc? Khi mà hát bằng mic VK49 thì em thấy là hát rất là nhẹ, lại còn bắt mic nữa. Đấy, cái quan trọng nhất là đúng, quan trọng nhất là phối ghép nó đồng bộ. Đấy, em cũng hướng dẫn các anh em về căn chỉnh làm chủ chiếc đài lên vang X12 Pro. Và bộ dàn này thì cũng đang có giá rất yêu thương nhé. Các anh em nào quan tâm thì để lại số hay nhắn tin trực tiếp chúng nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo ạ.